Vâng, xin chào tất cả quý vị, quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sạch Đồ Xì. Nếu tất cả mọi người là những người lần đầu tiên nghe đến kênh Sạch Đồ Xì thì Sạch Đồ Xì là một shop đồ xì hàng hiệu chuyên các món hàng thùng tiền trong Nam. Sạch Đồ Xì cam kết rằng những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân là một người bán hàng, Sạch Đồ Xì sẽ trung thực với sản phẩm của mình. Ngày hôm trước thì Sạch Đồ Xì có lên một cái clip chuyên các mẫu áo không cổ cho những quý vị nào chúng ta mặc vừa size M, tức là khoảng 65kg. Thì cũng có nhiều những quý vị là chúng ta có cân nặng hơn như thế và chúng ta hỏi rằng Sạch Đồ Xì có các bộ sưu tập nào dành cho mọi người hay không. Thì đây là câu trả lời dành cho tất cả quý vị có. Ngày hôm nay Sạch Đồ Xì lên cho mọi người rất nhiều những cái mẫu mã áo phông cổ, các thương hiệu lớn khác nhau về size L, tức là những quý vị nào chúng ta quanh 70kg có thể mặc vừa những cái mẫu này nhá. Sạch Đồ Xì thì free ship tất cả sản phẩm của mình trên phạm vi toàn quốc quý vị nhá. Chẳng hạn như là ngày hôm nay mức giá của chúng ta là 180k thì quý vị chỉ cần thanh toán đúng 180k khi mà nhận hàng thôi. Bên cạnh Sạch Đồ Xì đây thì sẽ có bảng thông tin và quý vị để ý rằng là bảng thông tin này sẽ bao gồm các thông tin chúng ta cần thiết về sản phẩm này. Đầu tiên thì đây là một con áo đến từ thương hiệu Yonex quý vị ạ. Đến từ thương hiệu Yonex thì thương hiệu Yonex này đây là một thương hiệu họ chuyên làm về các môn thể thao trong nhà, chẳng hạn như là bóng bàn hay là cầu lông. Và chúng ta sẽ có chiếc áo Yonex này, đây là mã B100. Chúng ta có chiếc này size L, chiều dài của chiếc này là 71, ngang là 52 và chiếc này 49 quý vị nhá. Con áo này thì tất cả những con áo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đều vừa, với những quý vị nào chúng ta quanh 70kg thì chúng ta có thể mặc vừa tất cả những cái mẫu này. Riêng con này thì Sạch Đồ Xì thấy rằng là con này màu cũng rất là sáng. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái mã khác, chúng ta có một con đến từ Hollister đây. Hollister này chắc là nhiều quý vị chúng ta đều biết con hàng hiệu này rồi đúng không ạ? Con này thì đơn giản là có một cái logo nhỏ trên này thôi. Các bạn thì con này là chất thuần tự nhiên quý vị nha, con này chất thuần tự nhiên một con của Hollister. Chúng ta có mã B101, con này size L, chiều dài chiếc này là 76, ngang chiếc này 52 và chiếc này nó là 42 quý vị nhé. Con này thì quanh 70kg thì quý vị đều có thể mặc vừa những cái mẫu ngày hôm nay hết. Tiếp theo Sạch Đồ Xì có một cái mẫu về Kangol, đây hay còn gọi là Kangol Sport. Kangol đây là một thương hiệu đến nước Anh quý vị nhé, đến nước Anh với logo đó là con chuột túi này. Chúng ta sẽ có con này thì ở trên này khóa thì họ làm rất là tốt, ở trên này đều có cái dòng chữ là Kangol Sport trên này. Khóa này thì họ làm theo kiểu cổ trụ, hoặc là quý vị thích thì chúng ta có thể bẻ ra làm kiểu cổ bẻ cũng được. Một con còn rất là mới đến từ Kangol Sport. Kangol Sport mặt đằng sau cũng như mặt đằng trước. Ở chiếc này chúng ta sẽ có mã B102, con này là size L, chiều dài của chiếc này là 73, ngang chiếc này là 53 và chiếc này là 50 quý vị nhé. Tất cả những con áo ngày hôm nay đều đồng giá là 180k và là tất cả những quý vị là cho khoảng 70kg thì đều có thể mặc vừa những mã này. Tiếp theo chúng ta có một con chính hãng của The Simpson đây. Mọi người để ý rằng là có rất nhiều những cái mẫu Simpson khác nhau, nhưng mà cái con này là một con chính hãng quý vị nhé. Nhưng con chính hãng thì liên quan nhiều đến cái chất vải là chính. Chất vải chính, còn hình in các thứ trên này thì na ná. Bây giờ công nghệ in thì hàng đều na ná giống nhau, khác nhau cái chất liệu vải thôi. Chúng ta sẽ có con Simpson này, đây là mã B103, con này size L, chiều dài chiếc này là 78, ngang 52 và chiếc này là ngang 52 và chiếc này là cũng là 5 và ngang chiếc này nó là 57 và chiếc này 52 quý vị nhé. Con này thì quý vị là có 70 cho 75kg có thể mặc vừa, hoặc đơn giản là quý vị chúng ta thử cái kích thước này chúng ta để mặc vừa con này nhé. Tiếp theo chúng ta có con của Snorkel, có con của Snorkel, con này cũng là chất thuần tự nhiên của chất thuần cốt tông của con này Snorkel, chất tự nhiên. Cốt tông đây, đây là mã B104, con này size L, chiều dài chiếc này 71, ngang 58 và mã chiếc này là 55. Con này thì những quý vị là chúng ta 70 cho đến 75kg có thể mặc vừa nhé. Có một cái mẫu Uniqlo khác dành cho mọi người đây. Hôm trước thì cũng có nhiều những mẫu Uniqlo, thì chúng ta có một cái mẫu Uniqlo màu cũng rất là đẹp, màu cũng rất là đẹp cho mọi người. Mấy cái mẫu này thì mọi người mặc cái chất trơn nhé, trơn thì mọi người nên chọn mấy cái mẫu Uniqlo, tại vì cái phần viền bo cổ của họ làm rất là tốt. Chúng ta có thể lựa cái mẫu này đây, cái chất hai cốt tông, tức là so với chất cốt tông thường cái chất vải này nó nặng hơn. Đây là cái chất là 250 là nó nặng hơn và dày hơn so những cái mẫu cốt tông thông thường. Đây là mã B105, con này size L, chiều dài chiếc này 72, ngang 53 và chiếc này đó là 48, khoảng 70kg thì quý vị có thể mặc vừa ok con này. Tiếp theo chúng ta có một cái mã đến từ thương hiệu Zoro Valentino, hàng của Valentino này quý vị này. Đây, con này rất là đẹp của hàng Valentino. Con này thì cũng là size L nữa, chiều dài 69 này, ngang là 54 và chiếc này là 47. Con này thì Sạch Đồ Xì thấy ở phần phía bên dưới này thì có một chút vết bẩn đây rồi. Quý vị nào chúng ta chấp nhận được thì chúng ta đặt con này, không chúng ta lựa con khác. Rất nhiều áo size L cho mọi người mà.
Tiếp theo có con của Reebok này. Reebok đã được tập đoàn Adidas mua lại vào năm 2005 và nhưng mà vẫn hoạt động dưới tư cách đó là một công ty độc lập. Chúng ta sẽ có cái mẫu này với các thông tin như sau. Đầu tiên con này chất thể thao nhé, đây là mã B107, con này size L, chiều dài 71, ngang 54 và chiếc này 44, con này cũng khoảng 70kg, quý vị mặc quân. Tiếp theo chúng ta có một con của CrossK. Có con Croc, nói chung là con này thì dành đồ si thấy không có gì đặc biệt ngoài cái chất vải của họ làm ra. Mấy cái chất này mặc rất là thích. Con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Con này cũng là một con áo 70kg vừa. Con này là mã B108, con này chiều dài 74, ngang 53 và chiếc này 50 quý vị nhé. Một con áo màu cũng rất là lạ và đặc biệt, chất vải con này ok. Tiếp theo có một cái mẫu Umbro dành cho quý vị nào chúng ta thích thể thao, thích bóng đá thì có thể lựa cái mẫu này. Đây là mã B109, con này size L, chiều dài chiếc này nó là 72, ngang 51 và chiếc này 48, con này từ thương hiệu Umbro. Umbro đây là thương hiệu của Anh quý vị nhé. Nếu mà quý vị nào chúng ta thường xuyên xem bóng đá thì chắc chắn sẽ biết. Mặt đằng sau thì có số 13 và nó hơi có lỗi thôi. Thì quý vị là chúng ta thích thì chúng ta mua con này cũng được, mặt đằng trước cũng rất là ok, mua đi đá bóng cũng được. Tiếp theo chúng ta có một cái mã một con áo trơn, đây con này áo trơn hàng của Uniqlo đây. Con này thì không có gì đặc biệt cả, con này không có gì đặc biệt cả ngoài cái viền cổ họ làm rất là tốt và một con áo trơn. Con này thành đồ si thấy rất là chất vải cũng tương đối mềm, chất tự nhiên tương đối mềm. Đây là mã B110, con này size LO, chiều dài chiếc này 73, ngang 58 và chiếc này 54, khoảng 75kg thì quý vị vẫn có thể mặc được cái mẫu này luôn. Còn nếu mà mọi người thích mặc oversize một tí thì mọi người trong khoảng 70kg có thể mặc ok được. Tiếp theo có một cái mẫu của hãng Ten cho mọi người, đây có một cái mẫu hãng Ten cho mọi người lựa, con này là mã B111. Hàng của hãng Ten thì họ sẽ có logo đó là hai cái dấu chân này quý vị nhé, hai dấu chân này. Chúng ta sẽ có con này, đây là mã B111, con size L, chiều dài chiếc này đó 69, ngang 53 và chiếc này 47 nhé. Quý vị nào chúng ta khoảng 70kg thì có thể mặc được cái mẫu này. Đằng sau thì cũng chỉ có cái chữ hãng Ten đây thôi. Với mã tiếp theo, Sành Đồ Si sẽ có một con của Zara cho quý vị đây, có một con của Zara cho mọi người lựa. Con này thì Sành Đồ Si thấy rằng là căn bản con này cũng là một con màu trơn, một con màu trơn, chất con này thì tương đối dày, chất con này tương đối dày. Chúng ta sẽ có mã đây là mã B112, con này size L, chiều dài chiếc này đó là 670, ngang là 53 và chiếc này 46. Con này thì sẽ dành cho quý vị là nó khoảng 70kg có thể mặc vừa nhé. Ngày hôm nay nói chung là toàn clip nó dành cho quý vị 70kg thôi mà. Tiếp theo chúng ta có một con của báo này, cái dòng Slazerger đây, dòng báo đây. Chúng ta sẽ có một cái logo con báo nhỏ ở đây và một cái túi bên này. Chúng ta sẽ có chiếc này đây là mã B112, con này size LO nhé, chiều dài chiếc này đó là 712, ngang là 58 thì con này là khoảng 75kg quý vị sẽ mặc vừa, 75kg. Tiếp theo Sành Đồ Si có một con của NBA đây, có một con của NBA hay còn gọi là MLB dành cho quý vị đây. Đây là mặt đằng sau, mặt đằng trước con này, mặt đằng trước hàng chính hãng của MLB quý vị nhé. Chúng ta sẽ có con này, cái thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã B113, con này size L, chiều dài chiếc này đó là 72, ngang 55 và vai chiếc này là 45 thì từ 70 cho 75kg quý vị có thể mặc ok con này, 70-75kg. Tiếp theo có một con của Linwook này, con này Linwook này là bọn này là hàng của Korea nhé. Chúng ta cũng có một con trơn, áo thì theo kiểu rằng là áo tay lỡ, áo thì theo kiểu rằng áo tay lỡ và một con màu trơn. Con này quý vị nào chúng ta thích thì có thể đặt con này. Chứ còn Sành Đồ Si cũng nghĩ rằng là nhiều quý vị chúng ta lớn tuổi cũng không có thích mấy cái kiểu mẫu như thế này. Chúng ta sẽ có mã B114, con này size L ông nữa, chiều dài chiếc này là 71, ngang là 58 và vai chiếc này là 57. Con này thì Sành Đồ Si khuyến khích những quý vị là chúng ta khoảng 70 cho 75kg mặc nhé. Tiếp theo cũng có Asics siêu mới, có một con Asics siêu mới dành cho quý vị đây. Con này là hàng Asics và siêu mới, cái chất của con này thì mặc sẽ rất là mát nhé quý vị nhé. Chúng ta có con này của Asics hàng Indo. Chúng ta sẽ có chiếc này, đây là mã B115, con này size L, chiều dài chiếc này 80, ngang chiếc này nó là 54 và vai chiếc này 48. Con này thì cũng là một con size rất là to thì khuyến khích cho quý vị là chúng khoảng 80kg, 80kg chắc là mới có thể mặc vừa được mẫu này. Tiếp theo có một con của Simpson rồi, của Wilson hay Wilson cũng vậy. Con này thì chúng ta sẽ có mã B116, con này là size L, chiều dài 72, ngang 51 ở vai chiếc này 48. Thì riêng con này thì quý vị nào chúng ta khoảng 70kg chúng ta sẽ mặc vừa hơi body. Con này thì khuyến khích trong khoảng là 65 cho đến 72. Tiếp theo chúng ta có một con của Uniqlo này, một con hàng của Uniqlo nữa.
với con hàng này của Uniqlo chúng ta sẽ có mã B119, con này size rồi, chiều dài chiếc này 71 này, ngang là 55 và vai chiếc này cũng 55 luôn, 70 cho 75 kg, quý vị có thể mặc ok cái mẫu này, 70 cho 75 kg sẽ mặc ok cái mẫu này. Tiếp theo thêm một mẫu khác nữa cho quý vị là một con của Abercrombie, hay còn gọi Moscow đây. Con này thì cũng không có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ nó là hàng của dòng Hiêu ra thôi. Chúng ta sẽ có đây là mã B118, con này là size L, chiều dài 71, ngang 52 và chiếc này 41. Con này thì quý vị nào chúng ta từ 67 cho 72 kg chúng ta mặc theo kiểu body nhá. 67 cho 72 kg chúng ta mặc ok con này. Tiếp theo, Thành Oxy có một con của Nike Jordan này cho quý vị này, có một con của Nike Jordan này cho quý vị. Con này thì ở trên này thì có một cái lỗ ở đây rồi quý vị nhé, có một cái lỗ ở đây rồi. Thì quý vị nào chúng ta chấp nhận cái lỗ này thì mua con này, còn không thì chúng ta nên quả còn hai. Con này của Nike Jordan sẽ có là mã B119, con này size L, chiều dài là 71, ngang 51 và chiếc này 46. Con này thì quý vị nào chúng ta trong khoảng 67 cho đến 72 kg sẽ mặc vừa nhé. Tiếp theo Sành Đồ Si có một cái mẫu khác, cái mẫu cuối cùng cho mọi người, đây một con của Superstar. Superstar đây là một con mà đến từ thương hiệu của Nhật Bản quý vị nhé. Đây là tập đoàn là công ty con của Mizuno. Chúng ta sẽ có con này với các thông tin như sau. Đầu tiên thì con này mặt đằng sau trơn và mặt đằng trước thì có những cái họa tiết tương đối lạ. Sành Đồ Si không biết đây là cái gì, hình như là logo một người đang chơi bóng thì phải, đúng không mọi người? Chúng ta sẽ có chiếc này, đây là mã B120, con này size L, chiều dài chiếc này là 75, ngang 50 và chiếc này là 47. Quý vị là chúng ta trong khoảng là 70 kg thì có thể mặc ok con này, 70 kg thì có thể mặc ok con này. Và đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Một lần nữa Thành Đồ Si xin được cảm ơn những quý vị là chúng ta đã theo dõi hết clip này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, chúc mọi người nhiều tài lộc và chúng ta chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398, cũng chính là số điện thoại hay Zalo để trên này thì mọi người có thể nhận gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo chúng ta chốt những món hàng chúng ta yêu thích nhé. Còn bây giờ thì Thành Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo. Chúng ta sẽ đến ngay với clip tiếp theo ngày sau đây.